Thanh Phú xin chào quý vị, chào tất cả anh chị em. Cuốn video hôm nay cũng nhân dịp Thanh Phú ghé lại vườn cây bonsai của em Cảnh, địa chỉ là thị trấn Phù Mỹ của tỉnh Bình Định. Cuốn video đầu tiên cũng như đầu năm của nhà vườn thì cũng chia sẻ vài tác phẩm cây bonsai gửi đến quý vị cùng toàn thể anh chị em, cũng nhân dịp đầu năm đầu clip. Quý vị cùng toàn thể anh chị em mình cùng theo dõi cũng như xem hết video này để em Cảnh cùng chia sẻ những tác phẩm cây bonsai và tham khảo để giao lưu với nhà vườn. Chào em. Hello, mến chào Thanh Phú, mến chào toàn thể quý anh chị em yêu cũng như mộ điệu bonsai trên cả nước. Lời nói đầu tiên thì cho phép nhà vườn Cảnh Bonsai xin gửi lời chúc sức khỏe đến anh Thanh Phú và kính chúc cho toàn thể quý anh chị em yêu cũng như mộ điệu bonsai trên cả nước thật là nhiều sức khỏe, thật là nhiều niềm vui trong cuộc sống và mọi điều hồng phát nhất sẽ đến với toàn thể quý anh chị em yêu cây trên mọi miền Tổ quốc. Thì đặc biệt trong cái cuốn video đầu xuân này cũng tự hào là một người con của đất Bình Định, cũng là thủ phủ của mai vàng cả nước. Thì nhà vườn Cảnh Bonsai cũng có một món quà nhỏ cũng như là giới thiệu cũng như giao lưu đến toàn thể quý anh chị em mình, đó là ba cái tác phẩm mai vàng trong cái dịp đầu xuân này, trong cái dịp khai xuân này là ba cái tác phẩm mai vàng cũng khá to quý anh chị em. Ba tác phẩm mai vàng. Và bây giờ thì cũng xin mời anh Thanh Phú sẽ đi vào chi tiết hơn những cái tác phẩm mai vàng trong cái dịp khai xuân này, nhà vườn muốn giới thiệu cũng như muốn gửi gắm đến toàn thể quý anh chị em yêu mai vàng trên cả nước. Và cây mai vàng thì anh chị em mình biết rồi, mỗi dịp mà xuân đến Tết về thì cây mai vàng cũng là một trong những cây mà phải nói gần như là mọi nhà, mọi người cũng đều muốn sở hữu cho mình một cái cây, dù cây nhỏ hay cây lớn quý anh chị em. Thì trước ống kính của anh Phú đó là một cái cây mai tàng nha quý anh chị em, một cái cây mai tàng khá to. Và cây này thì cây trực thiên nhiên, cây cũng được nuôi cũng khá nhiều năm rồi quý anh chị em. Dày tàng, to tàng. Cây khá to. Và cây này thì đặc biệt nó có những cái chân nó cũng thiên nhiên, ban tặng như những cái chân nó cũng khéo, rất khéo và rất khôn. Chân vo gấp rất đẹp. Cây đang trong cái quá trình nó cũng bắt đầu nó lên tem đổ đồng rồi quý anh chị. Mai vàng mà để nó có những cái cây như thế này thì cũng khá lâu rồi quý anh chị mà. Tay to. Dạ. Mất cũng gần như là cả một đời người. 4-50 năm, thậm chí hơn cũng có những cái cây như thế này. Đó là đúng rồi. Cây người ta cũng chăm sóc là hàng năm hàng tháng. Cái phòng mà không đơn giản mà để có những cái coi như thế này nha quý anh chị em. Đấy anh chị em cùng xem cái bộ tán rất là đều. Cùng mình nhìn ngắm. Coi này thì nó em xin thông báo sơ qua cái kích thước để quý anh chị mình dễ hình dung nha. Coi thì nó có cái chiều cao 4m quý anh chị. Cao 4m. Cao 4m và cái hoành thân của coi này thì hoành thân cây này mình đo ở vị trí này nha quý anh chị em là 70 hoành thân. 70 sát gốc này là 78 quý anh chị em. Sát gốc 78. Đo trên cái cổ phía trên này cao cách mạch khoảng tầm 40 thì nó khoảng 70. Đó. Tàn ngang của cây này đang rơi vào cái khoảng 3m mấy. Bao nhiêu em? Tàn ngang của cây này nó là 3m4. 3m4. Dạ. Bộ tán 3m4. Đây anh chị em cùng xem. Cây này là một cây mai nguyên bản nha quý anh chị em. Một cây mai độc đỏ. Năm cánh cây giảo năm cánh. Hoa cũng khá quý anh chị em. Hoa cũng khá đẹp. Giảo năm cánh. Cây này thì cũng rất là thích hợp để quý anh chị em mình trang trí trước cái ngôi nhà của mình vào những cái dịp mà khi mà xuân thì anh em mình biết là những cái cây mai vàng như thế này thì nó
hoa của nó nhìn phê lắm quý vị. Cái này thì chúng ta vừa chơi vừa cái đầu chúng ta vừa con kéo vàng vàng này cho quý vị, để cho nó càng lúc nó càng tròn và chúng ta dầm nó càng dày hơn, thì nó là một trong những cái sản phẩm của nó cũng khá đẹp của quý vị. Rồi và bây giờ thì cũng xin mời anh Thanh Phú theo chân nhà vườn đến với tác phẩm thứ hai. Tác phẩm thứ hai thì nó có phần đẹp hơn quý vị. Cái này thì nó tròn hơn, nó tròn tàn và tay cành của nó, bố cục của nó thì nó đẹp hơn cây đầu tiên. Đây là cây thứ hai. Cây thứ hai đây cũng là một tác phẩm mai vàng nhân sức thiên nhiên luôn quý vị. Cây này nó bắt đầu nó lên tim ra về những cái đòn tay cành rồi. Cây thì bắt đầu vào cái dịp xuân này thì cây nó tốt lắm quý vị. Đặc biệt là cây này bố cục và tay cành của nó cũng khá đều, là một cái chất thiên nhiên luôn. Anh em mình có thể cảm nhận được cái độ to độ khủng của cây này nhé. Anh em nào mà nếu mà anh em rút luôn nguyên bộ ba này thì sẽ có cái giá hợp lý trong cái dịp khai xuân này cho quý vị mình nhé. Rút luôn ba cây. Đặc biệt là những anh em mà mộ điệu cũng như là yêu mai vàng thì đây cũng là một cái lựa chọn cũng phù hợp trong cái dịp khai xuân này quý vị. Cây này cái dạng là tay nữa. Dạ nó cũng tương đối đều. Đều tay. Để anh Phú phần chân này, đặc biệt là có cái chân này. Chân khéo, khôn. Bỏ chân khôn. Các cái tay đòn bò lắm chứ nhé. Lực. Mà đều không? Dạ. Tết là đổ cây hoa dịp xuống mai vàng vào dịp Tết đó quý vị, nhìn nó trông cực kỳ. Cây này thì mình vừa chơi rồi nên mình vừa dưỡng thêm, càng ngày nó sẽ càng đẹp hơn. Mình bây giờ dâm nó cứ mỗi năm mà mình bấm là nó cao, mỗi năm nó dày thì mỗi tí. Bây giờ cây này nó chiều cao quý vị, mình xin báo sơ qua cái thông số. Cây này chiều cao nó rơi vào khoảng tầm 4m3. Cao 4m3. Dạ, và cái tàn ngang của cây này xem với cây kia. Tàn ngang cây này là 3m rưỡi. Khoảng 3m rưỡi. Dạ. Tán nó đều, nó tròn. Và hành thân thì em đo phía trên này nha quý vị. Hành thân cây này là 72. 72 hoàn thân. 71 của anh chị em. Khoảng 71. Yeah, hoàn thân là 71. Và chiều cao là 4m rưỡi. 4m rưỡi, 4m3. Khoảng 4m3. Dạ, yeah. Còn tàn ngang là 3m rưỡi. 3m rưỡi. Dạ. Yeah. Hoàn thân là 71. Đây, nó tròn đều hết. Anh em mình có thể đối chứng với người mình với coi anh chị. Mình có thể đối chứng người với cây, mình có thể thấy cái độ to khủng của cây này. Đây là những cái cây mà anh em mình có những cái không gian rộng quý anh chị, sân mình rộng, mình đặt trước cái sân của mình hoặc là trước cái ngôi nhà của mình, nó khi mà cái đầu Tết mình lạch lá hết, cái đầu nó rớt cái vàng hoa thì nên mình nhìn cực kỳ xịn luôn quý anh chị. Đây cái dàn tay lực lắm, đều. Cái tay mà cây mai vàng càng tí quý anh chị, cây mai vàng càng tí đây, rất là giá trị. Đây anh chị em mình để ý xem cái bộ tán tròn đều. Một cái bộ ba này thì phải nói là quá tuyệt vời. Đấy, Thanh Phú đã lùi rất xa để anh em xem hết được cái tổng cả cái bóng cây. Đây là cây thứ hai. Mình
chăm sóc rồi mình bấm tỉa kéo cái tàn cho nó tự nhiên nó tròn thôi, mình chơi hoa thôi, cho nó không phải là như bonsai. Mà ví dụ như mình bonsai thì mình phải cho nó vào phun rồi phải bấm phải tỉa nó hàng năm hàng lái, còn mai tàn thì nó cũng dễ hơn, chơi nó cũng sướng, dễ co kéo thì cũng đơn giản, nó không có đòi hỏi kỹ thuật hay các kiểu được nhiều, chơi nó cũng dễ. Rồi để cho anh em xem tiếp cây thứ ba luôn. Dạ. Tiếp theo thì giới thiệu quý chị em mình, đó là một cây mai đọt xanh của quý chị. Cây thứ ba là cây mai đọt xanh. Dạ. Mai vàng, mai đọt xanh thì anh em mình biết là cây mai đọt xanh thì nó hoa của nó thì anh em biết rồi. Mai đọt xanh thì đa số là hoa rất thơm. Ba cây này cây nào là thơm của quý chị? Cây này là mai đọt xanh, cây này là thơm. Và đặc biệt để mà có một cái mai đọt xanh mà như trước cái mách cũng như trước màn ảnh của chị mình đang theo dõi này thì cũng không hề đơn giản đâu quý vị. Chân. Dạ, để có những cây mai đọt xanh mà nó to như thế này. Cái chân của nó anh em thấy đã không hề đơn giản đâu. Có một cái mai vàng đọt xanh nó như thế này thì dạng tay đều. Nói chung ba tác phẩm, ba cây mai này cái dạng tay nó khá là đẹp. Dạ. Đặc biệt là có thể anh em mình có thể chơi vào cặp được, như cây này như hai cây đọt xanh và cây đọt đỏ nhìn nó từ giống như một cặp luôn đó. Cũng rất hay, nó kiểu nó nhìn nó ná giống nhau anh em, thiên nhiên đẹp hơn rõ lớn. Mình thì mình lại thích cây đọt xanh này, thì là cây đọt xanh. Dạ, em thích cây đọt xanh nhất. Cây dừa thì nó tròn, nó đều, nhưng mà cây đọt xanh này thì em lại thích đẹp. Nhìn nó có cái độ cổ lão, vừa có độ cổ lão, nhìn nó. Cây mai đọt xanh thì thường nó cũng khỏe hơn quý chị. Về kích thước thì chắc cũng không chênh lệch gì nhiều ha. Dạ, cây này cao cũng rơi vào tầm 4 mét. 4 mét hoặc là 4m2 rồi. Yeah. Nói chung là tầm vậy. Còn cái hoành thân của cây này, tàn thì nó cũng xem với nhau hết, 3m rưỡi, 3m mấy. Hoành cây này là 73. Khoảng 73. Đó, hoành. Em đo ngay vị trí này là 73. Đúng rồi. Cây này to. Cây rất là to. Là do nó đóng cái chân cành. Lực. Cái chân cành của cái tay một này là nó bự lắm nghe quý anh chị. 40. 40. To khiếp lắm. Thì đặc biệt trong cái dịp khai xuân này, nếu mà quý anh chị em nào mà chúng ta thực sự mà chúng ta hữu duyên thì chúng ta mà thiện chí mà giao lưu ba cái tác phẩm mai vàng này thì sẽ anh em nào mà lấy nguyên cả một cái bộ ba như thế này thì sẽ có cái giá yêu thương đến toàn thể quý chị em mình trong cái dịp đầu năm này. Và đặc biệt là nhà vườn cảnh bonsai thì có ship hàng toàn quốc nha quý chị em, đến toàn thể quý chị em mình, từ những cái cây hàng bưng bê cho tới những cái cây hàng xây kích lớn như thế này. Thì nếu như quý chị em nào mà giao lưu được cái bộ ba này thì ba cái bộ ba này nó nằm bồn hết rồi quý chị em, nên nó cũng rất là khỏe, di chuyển đi nó rất là khỏe. Mình bó bồn lại rồi nó nguyên đai nguyên kiện như này là mình chuyển đi cho quý chị em mình thôi, rất là đơn giản. Anh chị em nào thật sự yêu thích như thiện chí thì anh chị em mình có thể liên hệ trực tiếp cho nhà vườn thông qua số điện thoại có ghi trên màn hình, và đó cũng là số Zalo của nhà vườn nha quý chị em. Thì những cái tác phẩm như này thì không cần phải nói, quý chị em mình cũng biết được rằng là nó thời gian cũng như tuổi đời mà để có những cái tác phẩm để quý chị em mình thưởng lãm trước màn hình này thì nó cũng thời gian nó cũng kinh điển đó quý chị em. Thời gian là cái thứ quý giá nhất, khó có thể mà để mà có một cái cây như thế này nó tròn nó đều như thế này thì đòi hỏi là chăm sóc cũng như là phun thuốc bón phân mà để nó đều đẹp như thế này cũng là khó quý chị em. Và tiếp theo trong cái cuốn video ngày hôm nay, nhà vườn muốn giới thiệu đến toàn thể quý anh chị em
mình đó là một cái tác phẩm Vạn Niên Tùng nha quý anh chị em. Vạn Niên Tùng. Dạ. Yeah. Cây Vạn Niên Tùng cũng rất già. Cây đang lọc non ha. Cây này mình nhìn nhỏ nhưng mà tuổi kinh lắm. Dạ. Dạ, cây này nó không phải tầm phải 5-60 tuổi. Bé bé như thế này thôi. Tuổi đời của nó phải kinh điển. Cây mà nó đã bắt đầu nó lên cái bộ tem như thế này anh em mình biết là nó quá già. Dạ. Thuộc vào hàng rất già rồi, lọc. Cây cái tùng này tay cành nó bắt cũng rất là bài bản nha quý chị em nha. Co rất là mềm mại, đặc biệt cây không vơ không bổ nha. Rồi anh chị mình cùng chiêm ngắm cái tác phẩm này. Nhà vườn xin phép đo thông số kích thước để quý anh chị mình tiện hình dung. Cây tùng dáng trực. Xin phép đo mô phỏng sơ qua cái hành đế nha quý anh em nha. Đế to. Hành đế cái này là 1m20 quý anh chị. Đế là 1m20. Dạ, em xin phép đo cái củ ở phía dưới này là 60 nha. 60. Dạ, còn hành thân ở phía trên này nha là 40. 40. Thân ở đây là 40, củ 60. Và chiều cao từ mặt chậu lên tới đỉnh là 87. Cao 87. Dạ. Và tàn ngang của cây là 1m35. 1m35 bộ tán đang nằm ở trong cái chiếc chậu Đồng Nai đắp tây, có cái đường kính là 82, chậu dài 82. Dạ. Và chiều ngang của chậu là 60, ngang chậu 60. Dạ. Anh chị mình có thể cảm nhận. Dạ. Yeah, cái này rất yeah, là dạ khô. Đặc biệt cây thì cây này nó có một cái đoạn cháy ngay đây. Xin thông báo quý anh chị mình là ngày xưa làm phôi thì nó bị, nhưng mà nó đang cuốn rất là đẹp. À quý anh chị, từ dưới đây nó cháy lên này, nhưng mà giờ nó cuốn hết rồi này. Đây là nó cuốn xong rồi này. Đó, cuốn còn rất đẹp. Dạ, yeah, còn phần ở trên này đang kéo vào này. Đang cuốn vào nhỏ thôi nha. Đó. Khoảng 3 tay, 3 ngón tay. Ba ngón tay. Đoạn lực này kéo rất là mạnh. Dạ, yeah, đoạn này khoảng tầm 10 mấy cm. 12 cm. Rồi. Anh chị em nào yêu thích cái tác phẩm tùng này thì quý anh chị em mình có thể liên hệ cho nhà vườn thông qua số điện thoại có ghi trên màn hình nha quý anh chị em. Nhà vườn có ship hàng toàn quốc từ những cái cây hàng bưng bê tới những cái cây hàng xây kích lớn nha. Và tiếp theo nhà vườn muốn giới thiệu đến toàn thể quý anh chị em mình đó là một cái tác phẩm mini nhỏ, nhỏ nhỏ nhưng mà nó cũng có vỏ quý anh chị em. Cây này thì là một cái dòng cây cũng rất là đặc trưng của miền Trung. Và cây cũng đang trong cái độ sung mãn. Cây này hứa hẹn một cái mùa trái nó kinh điển luôn. Một cái tác phẩm Hải Châu. Hải Châu. Hàng mini, hàng bưng bê thưa quý anh chị em. Cây bài, cây trực bài, tay cành đóng chuẩn chỉnh. Và cũng tự hào là cây Hải Châu cũng là một trong những dòng cây rừng mà rất là ưu điểm của miền Trung nói riêng, và đặc biệt là hai tỉnh Bình Định và Phú Yên. Thì cái dòng cây này cũng là một trong những cái dòng cây phải nói xuất phát từ hai tỉnh này rất nhiều quý anh chị em nha. Thì cây Hải Châu này anh em mình nhìn một cái cây trực mà để mà nuôi cho tới thời điểm hiện tại quý anh chị em, thì anh em mình có thể cảm nhận được cái dàn tay cành đó. Một cây bài mà để mà nó như này, mà cây rừng mà nuôi như này thì anh em mình biết là nó thời gian chất lượng quá. Dạ. Chất lượng cây này nuôi rất lâu năm quý anh chị em. Cái dàn tem, cái dàn tay này, cái bộ tem lên tới dàn râm luôn. Đúng rồi. Dạ. Cái bài mà nó như thế này thì cây rừng lâu lắm anh em. Cái này thì nó cũng là cây để mà mang anh em mình mang đi chơi, gọi là gần như là mọi sân chơi nhé. Cái hàng kích mini. Cái hành cũ này là 35 nha quý anh chị. 35. Cái hành thân cũ. Thân thì nó nhỏ thôi anh em. Hành thân cái này cỡ tầm 10 mấy cm thôi. Đúng rồi. Dạ. Yeah. Chiều cao cây này là 30 quý anh chị em. Cao tầm 30. Dạ. Yeah. Và tàn ngang của cây này là 38. Tàn 38. Đang nằm ở trong một chiếc chậu Trung Quốc. Rất là xịn sò. Có đường kính là 25. Ngang là 18. 18, 25. Dạ. Yeah. Chắc rồi. Mini quá đẹp. Quý anh chị em nào yêu thích cũng như thiện chí muốn sở hữu tác phẩm Hải Châu mini này. Đó. Mang về đội của mình. Đây là mạch sale. Lên nu hết rồi quý anh chị em.
Quý chị mình có thiên thể liên hệ cho nhà vườn nha. Cây đang rất là mướt và nó đang rất tốt nha quý chị em nha. Dàn tây dâm xịn sò như thế này. Đó, chậu hai mọc nha. Chị em mình yêu thích cũng như thiện chí thì quý chị mình có thể sở hữu tác phẩm này đưa về đội của mình. Và tiếp theo nhà vườn muốn giới thiệu đến toàn thể quý chị em mình đó là một cái món đồ chơi nữa quý chị em. Đây phải gọi là đồ chất chơi cực kỳ cao nhé. Một cái cốc nghệ thuật. Cốc, yeah. Tác phẩm cốc. Cái cốc này anh em mình biết là để mà cây cốc như thế này anh em mình biết là cái độ già, cái độ tuổi của cây này không hề nhỏ đâu nha. Dạ. Yeah. Yeah. Nhìn nó như thế này thôi chứ mà cây là tuổi đời của nó kinh điển lắm. Cây rừng mà nó phải nằm chậu rất nhiều năm nó mới lên được cái ba cái lớp tem. Thứ nhất là tem địa y. Thứ hai là cái tem và cái tem trùng da voi này cái màu đỏ của nó lên ba lớp tem như thế này cực kỳ lâu, đơn giản sần sùi hết. Cái này thì trái thì khỏi bàn rồi quý vị. Cái này chuẩn bị ra hoa này, nó đang nhú hoa này, đọt nó là nó ra đâu là nó nhú đó luôn. Cái này bây giờ nó những cái cây mà nó khen cỡ này rồi nó quả nó khỏi bàn, hai mạch đều rất đẹp, rất đẹp. Dạ. Yeah. Cây thì cách truyền phải nói quá nhiều nhịp luôn quý anh chị. Từ trong các ra phải lên tem biết bao nhiêu nhát cách. Quá xịn luôn. Cây chất chơi cực kỳ cao. Rồi. Anh chị mình cùng chiêm ngắm. Em xin phép đo thông số kích thước để quý anh chị mình dễ hình dung nha. Cái hành đế cái này thì nó có đường kính là 70 hoành đế. Dạ em xin phép đo cái đoạn eo, cái đoạn nhỏ nhất này nha là 48. Dạ, đoạn nhỏ nhất này, đoạn mấy đoạn này chứ không phải 560. Chiều cao từ mặt chậu lên tới đỉnh này là 25 và cao tổng thể của cây luôn là 37. Tổng thể cao dạ. 37 đang nằm ở trong cái chậu men rạng đắp tây có đường kính là 32. Chậu 32 dạ. Chậu men rạng đắp tây. Rồi quý anh chị em nào yêu thích cái tác phẩm cốc này thì quý chị em có thể đưa cái tác phẩm này về đội của mình. Và tiếp theo nhà vườn muốn giới thiệu đến tất cả quý anh chị em mình đó là một cái tác phẩm vạn niên tùng tháp kim cương nha quý anh chị em nha. À, cốt vàng niên. Dạ, mà ghép tùng kim cương. Ghép tùng kim cương. Dạ. Cây kim cương khá là điệu anh chị. Nhìn cái đường chạy, đường thân của nó. Cốt hay quá. Rất là độc đáo. Rất là điệu nghề luôn. Đây. Cây này thì chân bờ cũng như cũ. Thân pháp nó về vẹt hết rồi nhỉ anh chị. Nhìn nó xịn cây lắm. Cây tuổi chậu anh em mình cảm nhận rồi. Cháy này anh em mà thấy bây giờ nó cuốn vào nhìn nó mới đẹp mắt. Dạ, yeah, nhìn nó mới xuất sắc. Cái này những cái điểm này thì nó cháy thì nhìn nó ban đầu nhìn nó xấu như vậy nhưng mà khi mà nó cuốn lại nhìn nó cũng phê lắm. Mình nuôi phải lực rồi nó mới cuốn được. Rồi. Cái này thì gần như là hai mạch của nó đều đẹp hết nha quý anh em. Anh nhờ anh Phú đi quay ra phía sau luôn để anh em mình cùng cảm nhận ở phía sau luôn. Đấy. Sau đó em sẽ chia sẻ thông số chi tiết cái chân nữa này. Qua góc ra qua bên này cái chân nữa. Cực kỳ xịn sò luôn. Khá là đẹp mặt sau. Yeah. Đẹp chưa? Rồi, em xin phép đo thông số kích thước để quý anh chị mình tiện ra hình dung cũng như dễ giao lưu hơn nha quý anh chị em. Thì trong cái dịp khai xuân này thì quý anh chị em nào mà yêu thích tác phẩm nào thì nhà vườn sẽ giao lưu lấy lọc đầu xuân quý anh chị em mình trên cái kênh của anh Thành Phú nha. Hành đế của cây này là 1m15 quý anh chị em. 1m15. Dạ, 1m15. Cái củ này là 60 này. 60. Cái thân này là 36 này. Thân 36. Dạ.
chiều cao từ mặt chậu lên tới đỉnh là 72 này. 72. Và tàn ngang của cây là 89. Tàn là 89. Đang nằm ở trong một chiếc chậu Trung Quốc men tráng gương, hai mọc có đường kính là 72. Ngang là 53. 72 nhân 53. Dạ. Yeah. Chiếc chậu yeah. Men tráng gương. Men tráng gương. Xin. Hàng này cũng khá đẳng cấp, hàng hai mọc nha. Rồi, quý anh chị em nào yêu thích tác phẩm nào của nhà vườn thì quý anh chị em mình có thể liên hệ trực tiếp cho nhà vườn thông qua số điện thoại có ghi trên màn hình, và đó cũng là số Zalo của nhà vườn nha quý anh chị em. Và thời lượng báo giá cũng như chia sẻ những tác phẩm của vườn nhà trong tuần này và trong cái dịp đầu xuân này thì nhà vườn cũng xin phép dừng tại nơi đây. Cũng không quên gửi lời cảm ơn chân thành đến kênh của anh Thanh Phú đã tạo điều kiện cho nhà vườn xích lại gần nhau hơn đến toàn thể quý anh chị em yêu cũng như mộ điệu bonsai trên cả nước. Kính chúc cho toàn thể quý anh chị em mình một lần nữa, chúc cho toàn thể quý anh chị em yêu bonsai cũng như mộ điệu bonsai trên cả nước, yêu cây trên cả nước một năm mới thật là nhiều niềm vui và sức khỏe, đặc biệt là sẽ mọi điều sẽ suôn sẻ hồng phát trong năm mới, và sẽ sưu tầm cũng như sở hữu được cho mình những tác phẩm bonsai đẹp, những tác phẩm bonsai ưng ý để chúng ta mang về ngôi nhà cũng như ngôi vườn của mình, tăng cái giá trị ngôi vườn của mình lên ngày càng đẹp và ngày càng sinh động hơn. Xin chào và hẹn gặp lại toàn thể quý anh chị em mình trong cuốn video tiếp theo ạ. Rồi, chào em. Rồi, và thời lượng chương trình giao lưu bonsai đầu năm tại nhà vườn của em Cảnh, địa chỉ là thị trấn Phú Mỹ của tỉnh Bình Định quý vị. Quý vị cùng toàn thể anh chị em mình có nhà ý với tác phẩm nào cũng nhân dịp cuốn video đầu tiên đầu năm của nhà vườn Cảnh bonsai thì hãy liên hệ trực tiếp cùng em để giao lưu. Rồi, Thanh Phú chân thành cảm ơn quý vị cùng toàn thể anh chị em đã bỏ chút thời gian xem hết video này, và hãy để lại cho Thanh Phú một đăng ký kênh, một like, chia sẻ. Hẹn lại quý vị cùng anh chị em những tập tiếp theo từ các nhà vườn để giao lưu bonsai. Rồi, Thanh Phú xin chào.